Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị hai căn nhà mới vừa được hoàn thiện xong. Căn bên tay trái này đã hoàn thiện xong 100% rồi nha. Mình chỉ việc mua về công chứng, dọn về ở thôi. Căn nhà em giới thiệu cho quý vị có sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng, có diện tích là ngang 4, chiều dài 15m, tổng diện tích là 60m2. Nhà này thuộc hướng chính bắc. Căn nhà này có con đường phía trước rộng 8m. Từ nhà này di chuyển đi ra ngã tư Miếu Ông Cù tầm khoảng 500m, di chuyển ra chợ Phú Phong tầm khoảng 500m. Nhà này xuống tới vòng xoay An Phú tầm khoảng gần 3 km, di chuyển đi Thủ Đức tầm khoảng 7 km. Từ nhà này cách trung tâm Sài Gòn như là Tân Sân Bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 23 cây, cách trung tâm quận Nhất tầm khoảng 24 cây. Quý vị có nhu cầu đi xem nhà giá bình dân ở Thuận An, Bình Dương, liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc chợ Phú Phong hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Khu vực này đang xây dựng rất là nhiều. Ở đây đang có hai căn kế bên. Căn bên trái đã được hoàn thiện xong rồi. Giá của căn bên trái này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 2 tỷ 390 triệu đồng. Vẫn còn được bớt lộc cho quý anh chị nha. Nhà sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Nhà này có vỉa hè 3m này. Ở đây có đường điện âm, nước âm, hệ thống cáp nét âm hết. Cửa chính đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ngoài đây có một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà sơn hàn rất là đẹp đây nha. Chủ nhà hàn bao lên trên hết rồi. Mặt tiền thì được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A. Ban công vuông, lan can được chủ nhà hàn sắt và cột ốp đá rất là đẹp ở trên đây nhá. Vị trí rất là đẹp. Khu vực này đang xây dựng rất là nhiều. Tầm nhà một trệt một lầu như thế này là giá mềm nhất, đang tầm 2 tỷ 390. Nhà một trệt 2 lầu thì giá tầm khoảng 3 tỷ cho tới 3 tỷ 6, 3 tỷ 7. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại ở trên. Quý vị xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Hoặc quý anh chị nào đang có những lô đất ở gần đây mà có kế hoạch xây nhà sắp tới thì có thể theo dõi kỹ các video của em. Nếu thấy hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo nhé. Đây là cửa chính thứ hai, được chủ nhà làm cửa 4 cánh kết hợp với kính cường lực rất là đẹp. Ở đây mình có hè đậu xe máy nhé. Ở đây chủ nhà để chiều rộng vừa đủ được tầm khoảng 2-3 chiếc xe máy, hoặc mình có thể chạy xe máy trong đây. Nhà này mình có thể chạy xe hơi trong nhà được luôn nhé. Sàn này được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m2. Và vách được chủ nhà trang trí những khung tranh rất là đẹp. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên đây. Nhà rất là đẹp nha. Giá công nhân quý vị có tầm tiền khoảng gần 1 tỷ là có thể sở hữu căn nhà này rồi. Căn nhà này có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng tầm khoảng 1 tỷ rưỡi nhé. Quý anh chị nào đang làm công tác trong đây, nếu có tài chính thấp thì có thể mua căn này, mình về hỗ trợ ngân hàng, trả từ từ cũng ok nhé. Di chuyển ở trong phòng khách, phòng bếp. Ở đây mình có phòng bếp rộng này. Phòng bếp này mình có thể kê một bộ bàn ghế 4 ghế đến 6 ghế ở đây thoải mái. Bên hông này mình kê tủ lạnh 2 cánh này.
Ở dưới đây mình có phòng vệ sinh ở tầng trệt. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn nhá. Gương soi đầy đủ hết. Cửa này được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha này. Ở đây mình có hai dàn tủ bếp được chủ nhà làm tủ gỗ sồi này. Phía trên phòng bếp là hệ thống trần trí thạch cao, được chủ nhà thiết kế rất là đẹp ở đây nhé. Phía sau nhà mình có lối thoát hiểm 1m ở đây. Đằng sau có lối thoát hiểm 1m nhé. Ở đây mình có chỗ kê máy giặt, phơi đồ ở đây. Phía sau mình có thể làm hàn khung sắt, hàn bao. Giống như nhà trên đây này. Hàn bao rồi mình để máy giặt phơi đồ ở đây nhé. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Quý vị mình ở đây buổi chiều, buổi tối, buổi sáng có thể đi tập thể dục thoải mái. Cầu thang này được chủ nhà thiết kế rất là rộng này. Tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực rất là đẹp nha. Cầu thang rất là đẹp. Nhà ngang 4, dài 15, hướng chính bắc, giá chỉ có 2 tỷ 390 triệu thôi. Vẫn còn được anh chị chủ nhà bớt lọc thêm nhé. Lên tới lầu trên rồi. Phòng vệ sinh thứ hai của căn nhà. Tất cả hệ thống cửa căn nhà này đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm xin pha. Phòng ngủ rộng rãi nhé. Quý vị đi xem thì liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255, hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Em sẽ dẫn đi xem căn nhà này. Phòng ngủ tiếp theo này. Phòng ngủ này có cửa sổ bên hông luôn nha. Bây giờ mình sang tham quan phòng thờ phía trước. Ở đây mình có phòng thờ rộng rãi nhé. Nhà rất là đẹp. Phía trước là ban công này. Xa xa bên kia có một căn biệt thự này. Nhà rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.